Xin đọc đồ thư quán tập 256 Linh Phân Bộ này với phần mô tả nhé. Cái gì? Người nói 100 linh thịt. Con tưởng rằng có thể mua hàng vỉa hè rẻ chứ? Nhiều nhất là 1-2 viên linh thịt chứ? Bán sạp hành như thế này đều là người giá cao dọa người. Nhớ thiết đừng có mặc bẫy dọa người. Người xem đi, ta đi giúp ngươi mặc cả. Lát nữa thì chắc chắn sẽ được giảm giá. À được. Cũng không cần phải đồng nữa hết luôn. Hết giá luôn tuần nữa. Chúng ta cũng không phải là người chưa từng mua đồ của giám bảo cát. Cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này. 100 linh thịt đã sắp bằng tâm tin Ngọc Phù 10 giờ giảng bài rồi. Cái thứ rách nát này mà cũng có đáng giá như vậy sao? Người chẳng phải là đang ăn cướp ư? Nói giá thật đi. À, cô nương nói đùa rồi, ta nói giá thật rồi. Thứ này mặc dù không bạc mắt nhưng mà ta mua với giá cao. Luyện khí sư cũng đã từng nói là đoàn thể chỉ là chưa từng thành công mà thôi. Chứ dù ta không biết cụ thể là gì, nhưng mà cũng biết chắc chắn là một bà bối. Có điều đây người cũng đã là khách quen. Cũng thường đến đây ta không khách khí nữa. Thế này đi, chúng ta bàn bạc cùng giá thích hợp thì mua, không thì thôi. À thế thì được, thế này đi, ta mua 15 lên thịt. 15, à được, coi như là ta lộ vốn 15 thì 15. Hình của tập 256 hình như hơi bị đứt. Những tập sau rất là ok nhé. 15 linh thịt à? Ta cảm thấy hơi đắt. 15 linh thịt mà còn đắt á, thiếu già nói đùa rồi. Đây đã là giá thấp nhất rồi. Cái này quả thật là không đắt đâu. Lại nói không phải là lần nào hắn đến mua võ hồn kim sao? Không có mấy nghìn, mấy vạn thì không mua được đâu. Nhưng mà 15 linh thịt mua đồ thì mình thích, sao còn chưa đắt chứ? Ở thế này đi, người đưa ta xem trước rốt cuộc là đáng giá bao nhiêu, sau đó rồi bàn bạc. Lông luân hồ thử 2.000 năm trước, bá tính lục tình luyện khí sư, duyên chưa ra, lại có thể cản được 3 lần tấn công của cường giả hóa phạm. Bí ẩn, ẩn dấu, bí vàng, lý nào là bí vàng này mà Minh Lý Nhãn mới không nhìn ra là thứ gì sao? Là bẫy à? Nhất định phải mua. À được rồi, đưa tiền đi. Đây, à được, đây là, nè 15 linh thạch được chưa? Ta mua. Giá này đã chọn trước rồi, hay là cái người bàn bạc dám bảo tôn sư? Thứ này ta chọn, chuyển nhượng cho ta đi. Mặc dù hắn thức nhưng vẫn chưa trả tiền được chưa? Mua đồ à, đi rồi. Người trả giá cao thì được mà. Thế này đi, ta đưa cho người 50 linh thạch, người bán cho ta. 50 linh thạch. Ở thiếu giả lưu tôn sư đã đưa ra giá rồi, người xem. Nếu như người không đưa ra giá cao hơn, thế thì trả lại cho ta đi. Thật là ngại quá, ta cũng chọn rồi. Nếu như không muốn chỉ cho người khác. Thế này đi, ta ra giá. Nếu như người thích hợp thì bán cho ta. Nếu không thì bán cho hắn. À được. Là bắt đầu điên cuồng ra giá rồi. Ta trả người 50 kim tệ. Người thế thế nào? 50 kim tệ. 50 kim tệ. Tên nhà quê này từ đâu chui ra vậy? Linh thạch và kim tệ là hai hòa hóa giao dịch hoàn toàn khác nhau. Căn bản là không thể nào so sánh được. Ta ra giá 50 linh thạch, ngươi lại đưa ra giá 50 kim tệ. Sao ngươi không nói luôn là tặng cho ngươi luôn đi? Ơ ngại quá ha, ta không bán cho ngươi nữa. Ngươi cảm thấy ta ra giá chưa đủ cao sao? 50 kim tệ, ngươi ta thì ra giá 50 linh thạch. Ngươi lấy giá 50 kim tệ đến chơi ta sao? Ngươi ta giảm giá từ 100... linh thạch xuống 15 linh thạch, vốn tưởng rằng đã là đường đột lắm rồi. Cái tên này vừa mở miệng ra, đã là 50 kim tệ. Vừa rồi con nói là đối phương cướp, bây giờ sao lại nói là chủ sầu hàng người ta, con tính là thành thật. Người lại giống như là đi cướp vậy. À, vốn còn muốn là chỉ còn người bán cho ta, thì ta tiền tay có thể giải quyết phiên phức trọng đơm, không ngon, thường ngủ ác mộng của người. Nếu nó không cần vậy thì thôi vậy. Hả? Người nói cái gì? Thiếu giả xin dừng bước. Thân là người tu hành luyện đối kháng với trời, nên thu dưỡng cơ thể theo như là tình huống bình thường, thì rất ít khi xuất hiện tình huống đơm ngủ không ngon, chứ đừng nói đến là thường gặp ác mộng. Chú sập hàng người đừng để bị tên nhà quân này lừa. Đây lừa. Ta có thể giúp người giải quyết vấn đề trên người của người. Giải quyết. Có thể tin hay không? Có thể không tin. Có điều đối với ngươi là một lần cơ hội.
Nếu như mà cậu giải quyết thì ế răng tính mà chỉ bị tổn hại, không sống được lâu. Không phải gần đây người thường giật mình đồng hồ nửa đêm thì sau khi ngủ thì giống như là người chết, cơ thể thì co giật. Đúng vậy, vì cái chuyện này mà ta đã tìm không ít y sư, kết quả đều không có cách nào. Người thiếu gia, ta yên tâm đi, ta có thể nhìn ra thì có thể giúp người giải quyết. Nơi này nhiều người ăn nói bừa bãi, ngươi phải cẩn thận đi. Có phải ăn nói bừa bãi hay không thì không làm phiền lâu dám bảo sư nhọc lòng. Ngồi không được, tất nhiên là tiền là quan trọng rồi, nhưng mà cơ thể và tính mạng của mình không gì sánh được. Lâu sư dám bảo sư quá tức là ngại quá, thứ này xem ra không tôi bán cho người. Thiếu gia, yên tâm đi, nếu như có thể nhìn ra thì ta có thể giúp người giải quyết. Tìm được một chủ nhân của mộ huyệt đối xử tốt với đi sâu, tới bái tư tế, ẩn họa đương nhiên sẽ tàn biến. Là tàn thân trước đầu mộ huyệt của một cường giả hóa phàm cảnh, nhưng mà tin tức này sao người... Đừng có căng thẳng, ngươi làm gì không liên quan tới ta, chỉ là vì cường giả hóa phàm cảnh này, nếu như đã chết bình thường thì cũng thôi đi. Đáng tiếc là bị phản bội, chết oan. Oán khí trong lòng tàn phát ra, tôi có thể bao gồm cả vật mang theo bên người. Vì thế người mang vật phạm tùy thần là con gia hóa phàm cảnh, cơ bản đều đã bị thương nghiền rồi. Đương nhiên, nếu như muốn giải quyết thì cũng rất đơn giản, đưa đồ của người chết về lại chỗ ban đầu. Đó là tìm được mộ chủ huyệt, đối xử tốt với địa sầu, tớ bái ẩn, hoa sẽ tan biến. Đó tòa thiếu gia đã chỉ điểm. Thứ này thiếu gia, người cầm đi. À được rồi, đây là thù lao à? Thù lao thì không còn đâu. Đi. Ai sao có thể không còn, như nó mua là mua. Nếu như không đưa tiền thì chắc phải là cướp vì sao? Đi, được rồi, đã tạ thiếu gia. Người bán những đồ này bất nghĩa tới đây. Có rất nhiều thứ đều rất cổ xưa, bên trên có mốc đầy râu. Vì lẽ nào hắn không phải là y sư mà là thầy bối sao? À khách khí quá, đều là mua bán thôi. Vậy vừa rồi không phải là ta ra vẽ sâu, như thế này cũng được ư? Có được rồi. Thì thừa à, tài hạ vốn không hiểu mua bán chợ lắm. Có điều mua bán thực sự là như thế này sao? Cho tính là như thế đi. Để rồi tiếp tục lên tầng 2 xem. Còn có bảo bối tân quý gì không? Thiếu gia hóa ngữ lời sau lại tới. Thật không mua danh là thiếu gia. Tầng 2 không hỗn loạn như là tầng 1, đều là một đại sư chuyên môn giám định. Mà cửa tiệm sừng sững không dưới trầm nằm, thì cho dù danh tiếng hay là vật phẩm đưa bán ra thì còn tốt hơn nhiều so với sập hàng ở bên dưới. Còn có nơi giao dịch lớn nhất ở tầng 2 là thạm cát, bảo vật được bày ở trong đó cũng giống như là tên của họ, đều là nhất phẩm. Mặc dù không phải là do giám bảo sư mở, nhưng mà lại náo nhiệt nhất. Thậm chí con thợ thu hút không ít giám bảo sư đích đến đo bảo vật. Mục đích chủ yếu đến đây là vô hồn kim châm. Nếu như đã có thời gọi có là nhất phẩm cát, thì đến lúc đó thì thường tiện nghe ngóng xem cái chuyện gì của kim châm. Bờ bối của nhất phẩm cát ta đa phần đều là giám bảo sự đích thần giám định, không lừa ân gạt già trẻ. Xem bên trong có bảo bối gì không, khiến cho mình không thể nhìn thấu. Xem ra không có thứ gì giống như là lông hộ thần, khiến cho mình không nhìn không thấu. Nơi này không những bán bảo vật mà còn bán cả dược liệu. Thầy à, đây là an thần thảo mà trước đây người vẫn tìm. Dễ sánh, cành lá thì ngà vàng, cành hoa bị họ văn màu vàng kia chia làm hai, lẽ nào là? Thi thư thật là cái con mắt, đó quả thực là an thần thảo. Nhất phẩm cát chúng ta trả giá cao để có được, mà tung bộ liên minh vạn quốc chỉ có một cây này lại có tác dụng cực lớn đối với linh hồn. Nghe nói thậm chí có thể đánh thức linh hồn đang ngủ say, thức tỉnh linh hồn quá. An thần thảo công hiệu là làm tâm thần yên tĩnh, khiến cho người ta càng dễ dàng tiến vào tâm lặng như nước, tu luyện làm ít công to, nhưng không hề có hiệu nghiệp công hiệu khiến cho linh hồn thức tỉnh. Thức tỉnh linh hồn sao có thể chứ? An thần thảo bình thường thực ra không có công hiệu này, nhưng mà cái này khác, là để vượng an thần thảo giúp vào linh khí hấp thụ ở trong linh thạch để sinh trưởng, lại có công hiệu cực lớn đối với cường giả hóa phàm. Thôn về linh thạch, lẽ nào còn dùng linh thạch để nuôi dưỡng sao? Giờ
Từ lúc đầu, lúc còn làm mầm, thì cần bày bố trận pháp đặc thù. Hấp thụ linh khí thuần khiết nhất ở trong linh thạch cung cấp năng lượng cần cho nó sinh trưởng. Nói thành thực, thì cái an thần thảo này có thể lớn lên như thế này. Đó là tiêu hao không ít trăm viên linh thạch rồi. Chứ đừng nói là đến tiêu hao nhân lực, vật lực. Cái gì? Nuôi một kỳ thú thôi mà tốn 100 linh thạch. Từ lúc bắt đầu tu luyện đến giờ, đều chưa tiêu hao nhiều linh thạch như thế. Không ngờ được một cái thuốc thôi cũng có đại ngộ cao hơn cả của mình nhiều chứ. À đúng thế, vì thế cái an thần thảo này hoàn toàn khác với những cây sinh trưởng. Tự nhiên, lõa thay đổi thực tính sẽ có tác dụng cực mạnh đối với linh hồn. Ui, thật là người không bằng cây à nho. Mặc dù thảo dược này trần quý nhưng lại chưa đạt tới cảnh giới như là nhìn công thủ. Theo như tin tức phản ánh từ Minh Ly Nhạn, vậy mà lại thực sự có tác dụng với linh hồn ngũ sĩ. Cái ân thần thảo này cho dù không có năng lực khiến cho linh hồn thức tỉnh, nhưng lại có thể duy trì linh hồn không bị tan rã, thậm chí từ từ mạnh lên thì vẫn làm được. Vì lợi dụng nhất định phải có để thôi. Cây này còn nhiêu tiền? À, ân thần thảo này một trong những bảo vật trân quý nhất từ trước đến nay của nhất phẩm kết cho ta. À, tính thì là đắt nhất 500 linh thạch thôi. Cái gì 500? Đây là cướp tiền thì có chứ, bất cứ thứ gì cũng đắt như thế thì còn đỡ cho người ta mua được hay không. Thì giờ là lưu xương giám định sư. Được rồi, tao mua an thần thảo, thương tiền đâu có dịch ta cả phỉ trúc thúy trúc trầm ít thảo âm dương tán để xem trước để đó mang đi. Được, cái đó thật sự có người mua không? Được, không được, dù thế nào thì cũng không được nhượng an thần thảo cho người khác. Ôi, bị đã bị bán rồi thiếu gia, hay là đi xem thứ khác đi. Trương Huyền, cái đó có thể chờ một lát không? Ngụy, vừa rồi cướp mua đồ của tên này lấy nào ghi thù? Muốn đến cướp đồ của mình sao? Ngươi muốn làm gì? Đừng có hòng gây loạn. Cái người xem có thể nhượng an thần thảo này cho ta không? Chúng ta đã mua thứ này rồi, ngươi vẫn nên mua thứ khác đi. Không phải, nhưng mà con chưa trả tiền hay sao? Người nào ra giá cao hơn thì được, ta chỉ cần trả giá cao hơn người thì có phải là trực tiếp cầm đi được là được hay không? Hả? Người đang lặp lại lời của ta sao? Tên này quả nhiên là có ý đến cái phiền phức cho mình mà. Hắn có ý nhỉ? Nếu không thì sao có thể lặp lại không thiếu thứ gì chứ? Đồng thời cái kiểu như là có ý gây phiền phức vậy. Không hổ danh là thiếu gia, có thù thì tất báo mà. Vậy người có thể ra giá bao nhiêu tiền? An thần thảo này chúng ta có thể ra giá 500 linh thạch. Được rồi, ngươi có thể quyết định nhường lại an thần thảo cho ta. Hắn là học trò của ta, bán hay không bán thì vẫn có quyền quyết định. Có điều ta cần dùng đến an thần thảo này, không muốn bán lại cho dù người có ra giá cao thì cũng vô dụng. Học trò Lâu Xuân dám bảo sư nhị tình, thầy giáo hoán e là đã tới tạm tình, thậm chí là tư tình. Trả ra đầy tiểu 500 linh thạch để mua một thảo dược, còn chả chớp mắt nữa chứ. Ra giá cao à? Đương nhiên sự là không định ra giá cao, ta dự định là ra giá tầm 500 kim tệ. Gì? 500 kim tệ? Lại nữa? Vừa rồi 50 linh thạch của ta, muốn mua thứ kỳ lạ đó người lại dùng 50 kim tệ. Lần này là an thần thảo quý giá như thế, lại là cái trò này. Kim lão ơi, chuẩn bị ra tay đi, ta sợ là nếu không bảo vệ thì hắn sẽ bị đánh chết đó. Rõ. 500 kim tệ mà muốn mua an thần thảo, người cảm thấy nhất phẩm cát không muốn 500 linh thạch mà ngược lại muốn thu 500 kim tệ, bán cái thứ quý giá này cho người sao? Không sai, nhưng mà ta không phải là từ nhất phẩm cát mà là mua từ người. Ta tìm 500 kim tệ, người chắc chắn sẽ thuận lợi bán cho ta. Muốn mua con thuận lợi bán cho người á? Sao ngươi có thể chắc chắn như vậy? Đồ ta mua bằng 500 linh thạch lại bán cho người với giá 500 kim tệ sao? Đó âm ý đâu chưa? Người phải biết thầy giáo của ta là người thế nào, lại dám hỗn sự ở đây như vậy. Thế nào à? Ánh mắt sắc bén vừa nhìn bảo vật đã có thể tìm được thầy chút. Nếu không nhầm thì chắc chắn là giám định sư nhỉ? Biết thế là tốt, thầy của ta vẫn là. Đi rồi, nó đã biết ta là giám định sư thì nên biết ta không thiếu tiền, cũng sẽ không bán thứ này ra cái thứ mình đã mua. Gói hết những thứ này cho ta đi. Còn có mấy thứ lần lần trước nữa,
Cơm hết rồi đây, giao đến phụ ta. Rõ. Ha, vốn tưởng rằng là nhân vật lớn, dám bảo sự mua đồ thì cũng phải có mắt nhìn. Không ngờ được chỉ ra một đống tiền mua đồ giá rồi đi. À... Hàng giả, ngươi có biết thị ta lại không? Mà đây nói sần bậy. Ngươi đó ai mua hàng giả? Không nói rõ thì đừng hòng đi. Sợ, đã lâu không tìm được hàng thật, còn không để cho người khác nói. Có lòng tốt nhắc nhở thì lại cảm thấy mất mặt, muốn cắn ta có đúng không? Ngươi có biết là toàn bộ Hồng Hải Thành này có bao nhiêu người cầu xin thầy họ giúp họ giám định hay không? Ngươi nói tầm mùa hàng giả. Đi rồi, không biết cái nào là giả. Có bằng chứng gì hay không? Bằng chứng à? Mắc câu rồi. Nếu như người nói lý cái chứng cứ thì chứng minh quả thực là ta đã nhìn nhầm, đương nhiên thì sẽ thừa nhận. Có điều như ta, nếu như ta làm sằng làm bậy chỉ là lòe thiên hạ thì có thể không để ý, nhưng mà e là lầu sườn cũng sẽ không đồng ý. Hồi người làm việc thật khiến cho người khác đau đầu à? Cũng thật là dáng không vừa, đi đến đầu thì náo loạn thì đó, không yên phận được chút vì sao chứ. Ta lớn muốn mua được an thần thảo, chi tiền thì cũng được, nhưng mà muốn đối kháng với nhân vật lớn quả thực là một cách làm ngu xuẩn rồi. Lê thiên hạ, ngươi nghĩ nhiều rồi. Phi thi trúc kia ngươi vừa mua đúng chứ? Không sai, thầy chỉ 300 linh thạch đã mua. Chi phí trúc toàn bộ Hồng Hải Thành chỉ có một cây. Sao nè, ngươi cảm thấy có vấn đề à? Phi thi trúc này là linh dược đặc biệt, lá thì có thể làm thuốc, thân cây cứng cỏi, có thể luyện chế hấp linh bình. Là trúc thì có thể làm thành thần trận cơ, hình thành trận pháp đặc biệt. Có điều hiệu quả còn yếu hơn cả hai kỳ trước, không đáng nhắc tới. Vì thế thì vấn đề là người còn phí thí trúc làm cái gì? Đương nhiên là luyện đan. Mặc dù công hiệu khác cũng còn yếu, nhưng mà so với những kỳ trước thì vẫn là kém hơn nhiều. Đan dược. Vậy thì định nhất thế là vị thí linh luyện đan rồi. Vậy ta chỉ có thể nói người là đã mua hàng giá rồi. Phương pháp danh định giám định của vị thí trúc này, ngay cách ta cũng biết, đây tuyệt đối là hàng thật. Và bảo đổi lại, ngươi vậy mà lại nói là hàng giả. Đi rồi, nếu như vậy thì đây, nếu như đây không phải là vị thí trúc thì đây là cái gì? Thanh này vị thí trúc nếu là giả thì là được đổi. Nếu như đây là vị thí trúc, nếu như là giả thì được đổi vậy. Hả? Ngươi nói là gì? Vậy ngươi còn nói là giả? Người đang chơi chất ta chất hả? Ui, vừa rồi có thể là sồn sắc nói với người ta là mua hàng giả, bây giờ đây lại thừa nhận là hàng thật. Cho dù là tinh thần phân liệt thì cũng không quá đáng như thế nhỉ? Tiểu thư. Chơi các người nghĩ nhiều rồi. Ta vừa nói nếu như các người muốn luyện chớ thủy thí lùng linh lùng đàn, vậy thì ta nói với các người đã mua phải hàng giả rồi, chứ không phải nói đây không phải là vị thị trúc. Những người này sao lại kích động như vậy chứ? Rốt cuộc là ngươi có ý gì? Rồi đơn giản, đây là vị thí trúc là sự thật. Nhưng mà nói như sự thật, sự là dùng lá của nó để luyện chế phi thí linh lung đan, thì ta có thể đảm bảo uống rồi không những sẽ không có hiệu quả, mà còn sẽ vì thế mà tử vong. Tử vong? Nói đùa gì thế? Hóa phàm cảnh giao tiếp với trời đất, linh hồn cảm ngộ tự nhiên sẽ sinh ra tâm ma. Phí thí trúc linh lung đài lại có thể khiến cho người khác có được linh lung chi tâm, chứ dù là có tầm ma thì cũng có thể xóa bỏ phần lớn sự ảnh hưởng đối với tầm ma. Chỉ có lợi sao có thể khiến cho người khác tử vong chưa? Người có thể chứng minh. Đối lại là người khác thì trừ liền chế đàn dược thì để người khác dùng thì thật sự không còn cách nào khác. Có điều ta thật sự có cách. Thầy hắn tạm kỳ hắn đi. Lá trúc này chỉ ít cũng đáng giá mấy chục linh thạch. Nếu như hắn nói sần bậy thì phải bồi thường tổn thất. Yên tâm đi, nếu như có vấn đề thì để cho người cũng chẳng sao. Đi, đi là kịch độc. Kịch độc này, nếu như luyện chế thứ này vào vị thí lung linh đàn, không những không xua đuổi tầm mà còn sẽ dung nhập vào trận khí, xâm nhập vào tầm phế khiến cho người khác mất mạng. Nếu như thật sự dùng thì có thể tưởng tượng là đừng nói là danh dự, địa vị, mạng cũng chẳng còn. Rốt cuộc là có chuyện gì?
Hắn cái chủ tha mạng đi, ta là một người tiếp đón tôi, không biết là chuyện gì cả. Hơn nữa độc này ngay cả ông cũng không nhìn ra, thì ta cũng không có bằng lệnh đó. Thì rồi quá tương là ông đã, ông ta cũng không biết cái độc này ẩn giấu trong lá phỉ thúy, căn bản không thể nhìn ra. Có bộ cờ cả thì e là chí cũng phải đạt tới tư phạm, mà cái lưỡi độc này không phải là có người hạ độc, thậm chí là không có ai hạ độc cơ. Không có ai hạ độc. Mặc dù ta không hiểu nhiều về độc, nhưng mà phỉ thúy trúc tự nhiên này nếu như không phải có người hạ độc thì là chuyện gì? Độc vừa rồi đó là vô cùng quỷ dị, dung nhập vào kinh mạch mà khó có thể phát hiện ra độc kinh, tính mạnh, hiệu quả mạnh, cũng có thể dễ dàng độc chết hóa phạm tam trùng. Nếu như không phải là có một tính tứ tình độc sư chuyên phối chế thì không thể không được. Nếu như không có ai hạ độc, vậy thì độc này từ đâu ra? Phỉ thúy trúc này bắt nguồn từ đầm lầy Hồng Húc. Đầm lầy Hồng Húc nổi tiếng về sinh trưởng thứ gì thì chắc mọi người cũng đã rõ. Nơi này sản sinh ra khô diệp trà, lá thì như mới, nhưng mà cành thì như là cùi chết. Còn có khô diệp xà. Mà khô diệp xà là một linh thú chuyên ăn lá khô diệp trà. Trong cơ thể lại có kịch độc, cơn do hóa phàm cảnh tam trùng bị cắn sẽ dễ dàng tử vong. Mà xà của khô diệp xà, không đúng. Mặc dù độc tính của khô diệp xà mạnh, nhưng mà độc lại có mùi vị rõ rệt. Hơn nữa, còn có nước giải rắn đặc thù, vừa nhìn là sẽ biết. Nhưng bên cây phỉ thúy này trường láng như mới, không hề có dấu vết gì. Không phải là nước giải rắn, mà là cây phỉ thúy trúc này của là ổ của khô diệp xà. Cũng chính thức là nói thân trúc trường láng trên tờ, những ngày ngay đều bị khô diệp xà bò lên bò xuống. Tập 259. Vì thế vị thúy trúc này làm những cái khác thì có thể, nhưng mà luyện đàn được thì lại không được. Độc tố lụ ra uống nhầm thì cho dù là tam hóa phàm trông cũng sẽ chết, thần tiên cũng không mà câu được. Vì thế tao mới nói là muốn luyện cho vị thúy lên lùng đàn thì mới nói là người mua phải hàng giả. Vừa nhìn đã nhìn ra nó trong vị thị trúc này có độc tính tiềm tàng, phải biết sâu sắc về độc tính vật thực vật, địa điểm sinh tồn cùng với lý lịch như thế nào thì mới có thể làm được. Chỉ với mắt hắn này thôi, nhìn thôi mà ngay cả ta cũng phải tự hổ thẹn không bằng. Con tự hiện tại khiến cho mạng hàng mổ mở mang tầm mắt. Nếu nhiều người đã thích ăn thần thảo, vậy thì tặng cho người coi như vậy là lễ vật tạ ơn. Thầy nam trong linh thạch đó vừa mới vào tay đã tặng, cầm mồm đi, tặng hay không tặng là chuyện của ta. Vậy cũng lễ nào đi đã, không thể nào. Giống bổ sư một đời chỉ có ba cơ hội phạm sai lầm, vượt quá ba lần thì sẽ bị xóa bỏ tư cách làm người bình thường. Thầy giám bảo vô số lần rồi, quy tắc ba lần đã được đến rồi, nếu như còn sai nữa thì sẽ cục diện là như thế. Lẽ nào hắn đã sớm biết được cuộc đời giám bảo sự của thầy rồi? Cũng chính là nói, nếu như hắn không cản để cho mặt thầy lấy vị thi trúc này đi rồi tìm người luyện dược thì có thể thấy được, cho dù không trúng độc thì cũng sẽ mất đi cái tư cách giám bảo sự. Nhưng năm này ở vị trí cả cũng đã rất tội nhiều, có không biết bao nhiêu là thù oán. Nếu như thật sự mất đi thân phận thì có kỳ có khả năng sẽ bị người khác truy sát. Cũng chính là nói, hắn tương đương đã cứu mạng của thầy, đừng nói là 500 linh thạch mua an thần thảo, chứ dù giá trị lớn hơn nữa thì cũng sẽ, thầy cũng sẽ chi. Nhưng mà thầy đọc hóa vi tắc ba lần chỉ lưu truyền trong nội bộ của giám bảo sư, trừ người thần thiết thì không ai biết được, sao tính này là biết. Hơn nữa con chắc chắn biết thầy chỉ cảm kích và tặng mà tặng thứ này. Thì ra nếu như kết hợp với trải nghiệm ở lầu trước mua đồ, lấy nợ tên này nhìn thì trẻ tuổi nhưng lại là cao nhân vô thượng giám bảo 100%. Liệu một vị giá như vậy trực tiếp tặng đi, tương mẫu quá thật là không dám nhận. Tông Cường đưa cho tiền bối này 500 kim tệ, chúng ta mua thứ này. Không thể để cho tiền bối lỗ được. Đưa thiếu gia. Thì cùng mò nó vừa rồi còn cảm thấy là cao nhân. 500 linh thạch giờ lấy 500 kim tệ, không dám nhận thì là không được. Tiền bối lỗ rồi chứ, nói hùng hồn như thế này đúng là mặt dày như thế sao?
Con từng à, tôi thực sự có ý cảm kích. Tiền thì không cần thiết. Tại thật sự tiền bối không cần phải cách chí với ta. 500 kim tệ thì ta vẫn có thể chi được. Vậy được. Chút tiền này đến một chiến trường từ Ý Nhật ra thì cũng có thể bằng này mà, đương nhiên là chi được rồi. Ta thấy vị công tử này hiểu được sâu rộng về dành giám bảo. Con biết là người truyền thụ là ai, lẽ nào cũng là giám bảo sư? Thiếu gia nhà ta tên là Trương Huyền, là thầy giáo danh sư Trương Huyền. Cái gì? Danh sư? Chờ trách. Trên đôi giám bảo này đừng nói là ta, mà ngay cách thầy của ta hắn cũng cao hơn chứ không kém. Thì đó là danh sư, chả trách lại có thể nhãn lực nhiều vậy. Lại là hữu thất kính rồi, vừa rồi đã chậm trở mong lượng thứ. Tây Hà Hà Tỳ Vũ, tôi thì lớn hơn người, sau này gọi ta là Hàng Huynh là được. Quả thực là không dám nhận danh sư tiền bối. Hàng Tỳ Vũ, lấy nào là các chủ dám trà, dám bảo trác trại ư? Không ngờ được dám bảo sự ưu tú tính phòng sâu khó lường như thế này, mà cũng bị Trương Huyền giáo huấn một trận, còn thuận thế lừa an thần thảo. Thì rất là các chủ, vậy thì tôi quá rồi. Nghe nói Hồng Hải Thịnh có một vô hồn kim nhân, không biết là tin tức này có phải thật hay không? Thứ này lại đang ở đâu? Vô hồn kim thần á? Nào nào, đây là 500 kim tệ nè, người đếm lại đi. Thôi khỏi, không cần. Thì đó là Trương Huynh Đệ đến là vì chuyện này. Quả thật là có thứ này, hơn nữa còn ở trong giam bào cát. Tôi này sẽ tiến hành đấu giá tối nay. Kỳ địch, làm sao đây? Trên người một linh thạch cũng chả có nữa. Không có tiền mà muốn tham gia hội đấu giá, chắc là chả có của đầu hà. Quỳ đã bị người ta trực tiếp đuổi ra luôn rồi. Nếu như Trương Huynh Đệ có hứng thú thì ta có thể giữ lại một phần ba cho người. Có được không? Vậy thì đã ta Hàng Huynh rồi. Có điều vô hồn kim nhận này khoảng bao nhiêu tiền thế? Nếu như muốn mua thì phải chi khoảng bao nhiêu linh thạch vậy? Vô hồn kim nhận là thứ vô hồn sự để lại, giá cả cụ thể thì còn giờ nói, nhưng mà giá giám bảo các cho chúng ta đưa ra là 500 linh thạch. Có điều hội đấu giá thì thế nào, ít nhất cũng phải gấp mấy lần, e rằng tầm cũng phải 3.000 linh thạch mới có thể có được. Sao nè, Trương Huynh Đệ có muốn mua? Là có ý thôi, chỉ là trên người không còn đủ tiền. Không đủ không sao cả, vì sao lại có chút tiền tiết kiệm, có thể cho người mượn để bù trước. Không biết lão đệ còn thiếu bao nhiêu? Muốn ít à? Vậy thì tốt quá. Ta còn thiếu đúng 3.000 linh thạch, người có thể cho ta vay không? Hả? Đây 3.000 linh thạch thì chắc chắn là đã mua vô hồn kim nhân rồi, người muốn vay nhiều như thế sao? Thì ra người không có một viên linh thạch nào. Chà, trên cái thế này lần nào cũng mua bằng kim tệ mua đồ. Ôi, cũng không sợ người khác đánh chết. Trước đó con tưởng rằng là tạo ngỡ hơn người, là gàng lớn rồi chưa? Muốn chứng minh cái gì đó thì ra là như vậy sao? Trong tay không có một đồng nào mà nó dám đến mua vô hồn kim nhân. Ôi, xem ra trước đây là chuyện là luyện đọc quá lâu rồi, hiểu biết về thế đạo ít quá đi. Trước quý huynh đệ, cái này ngươi ra ngoài mà quên mang theo ví tiền à? Thật sự không có một viên linh thạch nào sao? Không có, trên người tổng cộng có gần 10 linh thạch, trên đường đi đều dùng hết rồi. Kim tệ thì có không ít, nhưng lại không dùng được ở đây. Vì thế bây giờ thực sự ta là nghèo đến một quan tiền cũng không còn. Ôi, đây không còn với trả lời rõ ràng như chết chứ. Ta nói cho vay tiền đến là hòa hoãn không khí, có ý kết giao với người, nhưng mà người một đồng cũng không có thì hòa hoãn cái kiểu gì? Cho dù ta là các chủ giám bảo các thì trên người cũng không có nhiều linh thạch như thế, càng huống hồ vừa mua đồ gần hết 2.000 linh thạch rồi, tặng cho người an thần tạo. Ôi, nuột lớn thì cũng không cần nhiều như thế chứ. Xem ra người không có à? Vậy thôi. Có điều giám bảo các người có hoạt động gì, có thể mau chóng kiếm ra tiền không? Mau chóng kiếm tiền. Bây giờ người muốn kiếm tiền, sau đó thì tham gia hội đấu giá một canh giờ. Con muốn mua vô hồn kim nhẫn. Buộc phải kiếm được 3.000 linh thạch trước buổi đấu giá. Quả thực là không có cách gì, nhưng mà 3.000 linh thạch thì quả thực là một con số lớn. Cái đó có thể kiếm được nhiều tiền như vậy trong một thời gian ngắn. Cái đó sao? Ngươi lẽ nào nói là không thể nào?
Có người hoàn thành được dám vào các tình lập nhiều năm như vậy chưa từng có ai thành công. Nhưng mà muốn kiếm được 3.000 linh thạch trong một canh giờ thì chỉ cũng có cách đó thôi. Những cái khác thì quả thực là ta không nghĩ ra được. Hả, sao rồi? Lẽ nào có cách rồi? Là cô ấy, một khảo hạch giam bảo, sư ngũ tình giam bảo của chúng ta, tên là Lầu Lượng Thương Cúc Thủy. Chỉ còn thần hoài là có thể nhận được phần thưởng tích lũy năm nhiều năm của giam bảo cát, đã hơn 5.000 linh thạch rồi. Cái gì? 5.000 linh thạch đó? Ây da, xem ra cái dụng chân chính của thiên đạo đồ thư quán là Minh Lý Nhãn là đây rồi. Rồi đi kiếm tiền. Trương Quỳnh Đề à, ngươi muốn đi đến đó? Đương nhiên rồi. Đi kiếm 5.000 linh thạch đó chứ sao? Nhưng mà cái đó thì rồi đừng lãng phí thời gian nữa. Dẫn ta qua đó rước xem thử. Lầu Thương Khúc, lên đây này đi. Được rồi, để ta đi sửa xem. Trương Quỳnh Đề à, đừng có vội. Ngươi nghe ta nói xong đã, rồi hắn quyết định. Nói đi. Tham gia cách đấu này thì có phần thưởng, đương nhiên là có đặt cược. Mỗi lần ta đấu cần nộp 100 linh thạch làm tiền cược. Đương nhiên, ta có thể thay ngươi nộp tiền cược này, nhưng mà không cần phải chuẩn bị... 100 linh thạch đó. Không đúng, không đúng thì cũng đúng. Nếu như không có hạn chế này thì chỉ cần giam bảo sự muốn thì ta đấu, thì toàn bộ giam bảo các không cần làm việc nữa rồi. Được rồi, cho ta mượn trở đi. Để ta thông qua tôi sẽ trả lại ngươi gấp đôi. 100 linh thạch à? Thì cũng không sao. Có điều thách đấu này có hạn chế thời gian giam bảo thì cực kỳ hà khắc. Đúng là không ngại mượn tiền mà. Lầu Thượng Khúc Thủy, trong mặt mà bác hình dòng, đứng trước dòng nước quanh cò thì dùng nước đưa bảo vật tới quan sát rồi giám định. Chỉ có thời gian 10 tức sau đó thì cũng phải nói ra tên và lai lịch của bảo vật. 10 tức mà phải nói ra lên được đường sao có thể chưa? Phải vì thơ mới nói, phải mau chóng tranh thủ thời gian này à? Hả? Cái tên mặt dày người, thầy khách khí với người mà người ngược lại lại được đặt chân lên hàng đầu. Có dấu thì sao không trực tiếp đi cướp luôn đi chứ? Được rồi, đợi chút. Được rồi, ta muốn thách đấu Lầu Thượng Khúc Thủy, mở cửa. Thì già cố lên. Linh thạch lý rất nhanh. Hắn cũng quá lộ mạng rồi. Giám bảo có lợi hại thì cũng không thể nào đạt tới nhãn lực của giám bảo sự cấp 5. Trời ạ, ngươi cảm thấy thiếu gia nhà ta không qua được cô ái này sao? Hoặc là chúng ta cược nhé thế nào? Ước, không sai. Ta cược thiếu gia nhà ta chắc chắn sẽ qua được cửa. Các người cược hắn không thể thành công. Được rồi, cũng không cần lên đâu. 3.000 linh thạch thế nào? Hả? 3.000 linh thạch, gần như toàn bộ gia sản của ta rồi. Nhưng mà người có nhiều linh thạch như thế sao? Đương nhiên là không có rồi. Nếu như không thì thiếu gia còn phải vay các người chắc. Các con đến nơi này tất đấu Lưu Thủy thì sao chứ? Cái gì? Không có Lưu Thủy cái gì chứ? Nói vui vẻ như thế còn nói hùng hồn như vậy nữa chứ. Lá gàng cũng lớn quá rồi. Không có tiền cũng muốn cược với giám bảo sư. Thật sự là chủ nhân nào thì có hạ nhân như thế sao? Người không có tiền thì cứ như thế nào? Ta không có tiền, nhưng mà trái cái chỗ thì có 3.000 linh thạch mà thôi. Hắn chỉ cho vậy. Hả? Liên quan quá gì tới ta? Sao? Ta đã nói là cho thầy của ngươi với tiền, nhưng đó chỉ là lời khách khí để kết giao với đối phương thôi à. Chủ tớ hai người này cũng hay thì cái chứ. Một người mới miễn cho vay 3.000 không thành, một người thì mới miễn cho vay 3.000 đi cược. Ôi, ta mới khách khí mà các người đã đòi là coi là thật rồi. Có cần phải bẫy ta như thế hay không chứ? Chứ dù là trại các chủ nhà mọn không niệm tình ân tình của tiêu dài với hắn thì cũng không sao. Tiêu thự Triệu Phi Vũ chắc chắn sẽ cho ta vay tiền. 3.000 linh thạch mà thôi, đối với tiêu thự thì chắc không tính là cái gì. Hả? Liên quan gì tới ta? Ôi, ta chỉ là tên dày vặt thôi. Sao lửa lại cháy lên tới người của ta thế này? Ta có lòng tốt sợ các người đến đây bị lừa, còn miễn phí dẫn đường cho các người. Sao quay đi quay lại đã lừa đến ta rồi? Cái gì mà ta nhỏ mọn chứ, không niệm ơn tình của Trương Huyền. Không phải ta đã tặng một an thần thảo cho hắn rồi sao? Thậm chí còn không ngại âm ý lãng phí 100 lượng linh thạch cho hắn mượn vào lưu
Thương Cúc Thủy thì sao chứ? Đây không phải là bác Quá Ngư. Thầy dò nhìn đi, họ đều không phản đối mà, chứng tỏ là 3 ngàn lên thịt đối với họ không là cái gì hết. Yên tâm đi, thua rồi thì chắc chắn sẽ giao tiền. Quan trọng là người đấy sẽ không nhắc đi chứ, không dám cười đi chứ. Con dám bảo sự ngay cái chút tiền này cũng không có. Ngươi, ai già nói thật sự không dám thì thôi đi. Thế giới nhà ta mà, thì từ vô sông, một lớp Thương Cúc Thủy mà thôi, căn bản không tính là cái gì cả. Ừ, ta có với người, chứ dù có dám định được một cái cũng tính là thua. Ta thua, ta không tin. Một thách đấu mà ngay cả dám bảo sự cộng nằm cũng chưa chắc hoàn thành được. Thiếu gia nhà ngươi lại có thể dễ dàng hoàn thành đâu. Hai, không hối danh là đại trường phù. Cậu y đoán. Ba người gây người có muốn cười hay không? Bây giờ cô vẫn còn kịp đấy, đâu không thì xong rồi là không còn đâu nha. Kỳ đầu sành người vay tiền của chúng ta lên thành để cược, thắng rồi thì cũng là của chúng ta, thua thì cũng không phải cũng là của chúng ta sao chứ? Khổ cũng vừa thôi chứ. Thương Lâu Khúc bắt đầu rồi hả? Nhìn như thế đã kêu rồi sao? Quá may mắn rồi đó. May mắn? Nếu người cảm thấy là may mắn thì cho người cơ hội lấy lại tiền đấy. Lấy cược 3 ngàn sau đó thì sẽ không thành công thế nào? Đủ ta cược luôn. Toàn bộ giám định thành công rồi. Chúc mừng Trương Quân Đệ. Không ngờ Trương Quân Đệ ở đây đã. Đây không phải là báo vật còn giám định thì sao? Những thứ này không thể cầm ra ngoài. Hả? Ta không có cầm. Là ta giám định xong thì những thứ này từ đồng bày đến như rà rùi đến chỗ ta vậy. Đuổi nó cũng không chịu đi. Từ bây tới, lấy nào là lên tính dao động ư? Hả? Lên tính dao động cái gì? Là binh khí đã tới linh cấp thì có thể có linh tính, linh khí giống như lò hóa linh trong các tác phẩm thư họa. Mặc dù không thể giống như người, nhưng mà có trí tuệ là có thể tiến hành thừa nhận công chuyện, công nhận với người tu luyện. Điểm này thì cũng tương tự màn thú nhận chủ, trích máu nhận chủ, luyện hóa tình độ của mình. Linh tính của bình khí ở vấn đề của bản thân đáng tiếc lại không thể giao tiếp với con người, cũng không có cách nào để tu sửa. Một vài con giả lợi hại có thể dễ dàng nhìn ra vấn đề. Một khi tìm đúng thì có thể dễ dàng được linh tính thừa nhận. Chỉ có điều đây là năng lực mà chỉ có luyện kỹ sự cao dài mới có. À thế à, sao lại dùng cho giám bảo sự? Linh tính dao động cũng chính là nói những báu vật này đã nhân chủ rồi. Hả? Thế à? Xong rồi, phá sáng luôn rồi. Sao lại như thế chứ? Vừa rồi tôi tiếp ăn lá phỉ thí trúc cờ thì chết luôn đi cho xong. Như vậy thì sẽ không có ác mộng như thế này. Cơ nghiệp giám bảo sự mấy trăm năm này của Hồng Mai Thành vậy mà là bị hủy ở trong tay của ta. Đây đã, tổng cộng có 10 bảo vật, vừa rồi lại vang tới 11 tiếng. Kia là Lương Khúc, Lâu Lương Khúc Thủy. Người có thể phá sản, danh tiếng có thể mất, nhưng mà Lương Thương Khúc Thủy là không được mất đâu. Ôi thầy Trương à, Lâu Thương Khúc Thủy là báu vật của giám bảo cát, nó đại diện cho uy nghiêm, là phụ cầu xin người có thể để lại. Nhưng nó đã nhận ta làm chú rồi. Thế này đi, chỉ còn thầy Trường đồng ý để lại Lâu Thương Khúc Thủy, giám bảo các chúng ta nguyện ý tiến hành đền bù. Đền bù à? Các ngươi muốn đền lên thầy cho ta? Cũng được. Vậy để ta tính nha. Lâu Thương Khúc Thủy này bên trong có chứa 10 bảo vật. Mỗi một món thì ta cũng không lấy nhiều. Tính theo 5 ngàn đền thạch, toàn bộ cộng lại là cũng 5 vạn đấy. Tên luôn, cả cái đời thao tác này là thơm 1 vạn nữa đi. Cũng chính là nói, các người đưa cho ta 6 vạn nền thạch thì thứ này sẽ thuộc về các người. 6 vạn? Ôi, chúng ta là giám bảo cát, không phải là tiền trang. Hơn nữa cho dù là tiền trang cũng không có nhiều linh thạch như thế. À không có cũng được. Chỉ cần có thể lấy được những thứ này thì ta không cần đền bù nền thạch cũng được. Thứ nhất, giúp ta tìm con pháp hóa phàm cảnh và kỹ càng nhiều càng tốt. Thứ hai, ta muốn du hồn kiềm nhận và tất cả những thứ tịch có liên quan tới du hồn sự. À giống như thế, số lượng giới hạn cũng không giới lượng giới hạn số lượng. Những thứ này hà sao không làm được ư? À, những thứ khác thì có thể tìm một ít,
chỉ có vô hồn kỳ nhận thì thứ này không phải là thuộc sở hữu của Giả Mạo Cát ta, mà là người ký thác bán hộ. Cụ thể bán như thế nào thì giá bao nhiêu thì cũng có thể mua được. Trước khi hội đấu giá chưa bắt đầu thì ta không dám đảm bảo. Không sao cả, không phải người nói qua được. Lô Khương Thúc Thủy thì sẽ có được phần thưởng 5.000 liên thạch thì sao? Ta tự mua là được rồi. Chỉ còn có thứ thu tập được những thứ vừa rồi, mỗi loại không thấp hơn 1.000 quyến là được. 1.000 quyến? Ở thị trường thứ tịch và vu hồn sư, chỗ ta không chỉ là không có nhiều, mà cho dù là có vạn quốc thành thì cũng chắc chắn không tìm được bao nhiêu. Nhiều nhất thì chỉ có thể tìm được mấy chục cuốn. Còn với bí tịch thư pháp, hóa phạm cảnh, hóa phạm nhất trùng, tăng thọ cảnh thì tìm được tầm hơn 1.000 quyển. Dù gì thì cấp bậc này cũng rất phổ thông, cũng có nhiều công pháp. Còn về nhị trùng nguyên khí cảnh thì tương đối hiếm, không nhiều như thế. Tam trùng âm dương cảnh thì có thể tìm không ít ở trong hoàng quốc thành, nơi này có thể tìm được khoảng 100 quyển. Không được, tranh thủ thời gian phái người đi tìm đi. Đã tạ trương sư đã hoàn thành thành toàn. Không sao, sau đó thì đưa ta 5.000 linh thạch để tặng qua được ái đi. Ta sẽ rút cho người. Đúng rồi, thì già vì giám bảo sự lâu sương này vừa mới thua chúng ta tầm 6.000 linh thạch đó. Cái gì? Có 6.000 linh thạch đó? Được lắm, biểu hiện ra là tốt. Đều đáng tiếc là duy nhất là cực ít linh thạch qua, cái 6.000 à. Thế nào cũng phải cực vạn chứ. 1.000? Ây, cái trời cái chịu, ta sẽ không quy nợ, có điều cái giá sản của ta cũng chỉ có 3.000 linh thạch, còn lại có thể dùng bảo vật của ta thu thập để bù vào không? Bảo vật à, nếu như thích hợp thì đừng nói là 3.000, chứ dù 6.000 vừa rồi của người cũng được đi. Người có thể tùy ý lựa chọn vật ở trong này. Trong này à? Người thu thập cả đời mà chỉ được có mấy cái thứ rinh nát này thôi sao? Lâu Sương à, lấy cái thứ lần trước có được ra đi. Lớn như thị trường thích thì cũng bù được 6.000, thì cũng không thiệt mà. Ta cái đó ở thị trường ngươi chờ một lát, ta có một thứ. Từ lúc có được đến bây giờ thì vẫn chưa biết được là vật gì. Ta lấy ra đây. Nếu như thứ này mà còn không thích thì không còn cái khác nữa đâu. Được. Đây.